À, xin chào quý vị khán giả nha. Thì hôm nay Vân có dịp được đến Rạng Đông và được giới thiệu đến cái tập vải Thuận Hương đó. Thì Vân quyết định là sẽ quay một clip riêng và ngắn để cho quý anh chị nào mà mình yêu thích áo dài hoặc là mình yêu thích vải á, thì mình có thể đến đây mình chọn lựa những cái mẫu dài mình yêu thích nha. Này của Tiger. Thì đó, hôm nay là Vân đến và Vân thấy được là quá nhiều mẫu dài, tự là lâu quá Vân không đi mua và nó dài đó, cho nên là Vân thấy được là rất là mẫu mới lạ và đẹp. Ở đây giá cũng rất là ok luôn, mà cái đặc biệt ở đây nữa là may đo tại chỗ, may đo tại chỗ và may rất là nhanh. Và lưu ý một điều nữa là những anh chị Việt kiều á, hoặc là ở nước ngoài mà mình không có thời gian hay là mình không có dịp nào để về để mình may áo dài thì mình có thể alo, sẽ được hướng dẫn nè, đo theo cái chiều đo, cái kích thước của mình và được may và gửi đi luôn. Và nghe nói được là chị có chia sẻ Vân là gửi đi cái tiền ship nó cũng giá cũng rất là tốt luôn á, cho nên là quý cô chú anh chị nào mình ở nước ngoài mà mình muốn may áo dài nha, là mình liên hệ ở đây nha. Chị Thuận Hương, đây là số điện thoại của chị đây. Đây Tư Giả, 0944333849, 0944333849, hoặc là số 0944333869. Đó, có hai số điện thoại Vân sẽ nói ở phía dưới để cho quý ông bà cô chú bác mình có muốn liên hệ để đo may hoặc là mua vải á, thì mình liên hệ nha. Đây là sẽ là một số hình ảnh về vải mà hai anh chị rất là nhiệt tình để cho Vân show cho Vân thấy, cho nên là Vân sẽ làm một clip riêng như vậy để mình có thể dễ chiêm ngưỡng hơn những cái mẫu áo dài, những cái mẫu vải đẹp như thế này nha. Gọi là hình 3D đó. Dạ, cái này hàng thấy cứng. Chụp lên là nhìn cái này như thật lắm, một bộ 600. Ôi mềm tèo luôn. Hoa nè, với lại phối màu nè. Ôi coi kìa, màu gọi là màu từ đậm sang nhạt á. Phối màu đẹp quá ha. Dạ. Để em hỏi bạn em ở bên Mỹ coi nó thích không, mua cho nó. Màu xanh coban nè. Có 700 rồi. Dạ vâng. Biết cái nách nha, đẹp quá nha. Thề quá chị Vân. Vâng. 700 một bộ. Đẹp quá. Ừ, cái này cũng đẹp nè. Dạ. Ôi trời ơi. Trời ơi, cái này đẹp đây cơ. Mà đen không cô? Có bị đen không cô? Con có bị đen, có bị dìm hàng không? Đi qua đây coi nè. Quá trời mặt đẹp. Trời ơi. Màu xám này ngầu. Xám này cũng lạ nha. Trời ơi, màu này giống như đám cưới quá. Cái này mình may được hai mặt hay một mặt chị? Dạ, cái này may được hai mặt hết chị. Nếu mà thích không có bóng mình có thể may ở bên mặt. Em thấy màu này đẹp không? Dạ. Mặt này đẹp không? Dạ, may được hai mặt luôn. Mặt này nó ẩn ẩn hiện hiện. Dạ. Này cho mấy chị mặt đi đón xuống cũng đẹp. Trời ơi, đẹp quá. Giờ có ai mời tôi đi đám cưới để tôi may chứ đẹp quá trời quá đất rồi. Cái này vừa vẽ vừa chết. Ôi ôi đẹp quá hả. Hoa này giống như hoa gì ta, hoa mai hả? Dạ em thấy giống như hoa cái hoa gì ở trên Đà Lạt á. Hoa xê cái gì gì em cũng quên. Mình không có rành về hoa lắm nhưng mà mình rất là yêu hoa. Cái này giống như thiết kế anh họa sĩ vẽ, nghĩ gì vẽ màu đó. Vâng. Nè. Con đứng đi xuống hả? Đi mặc làm xui. Cái rồi. Này mình mặc với quần gì anh nhỉ? Dạ. 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 Có không? Mình có màu đó không ạ? Mà đừng có bóng nha cho em. Ừ cho em đừng có bóng, em không thích bóng. Trời ơi coi kìa. Cái này cũng Thái Tuấn luôn hay sao vậy chị? Dạ, cái này của Thái Tuấn, của sàn showroom Thái Tuấn. Ờ, em cũng thích mấy cái hoa nhí 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 á. Dạ, đây nguyên một xào đó là của Thái Tuấn hết á chị. À. Có mọc đâu rồi đây, của Thái Tuấn này. Showroom Thái Tuấn là có mọc Thái Tuấn. Dạ. Dạ.
này thì 550. Dạ. Cái này cũng là thuộc dạng gấm á. Dạ, gấm, gấm của Thái Tuấn. Thái Tuấn rất là đa dạng nha. Mà vải mặt siêu là thích luôn á. Dạ. Mát nè ha. Dạ, đúng rồi. Mà bền á. Bền màu mà bền đã luôn chất liệu. Thái Tuấn thì ok. Hôm nay giống như là được chiêm ngưỡng. Đâu phải đi tới đâu ai mấy chị cũng vui vẻ cho mình coi nhiều vậy đâu. Mua không có nhiều mà cho coi nhiều là bị la đó. Đây là không bị la nha cả nhà. Đây là vui vẻ lắm, cách đến dạ. Là rất là... Cách tới đây hoài luôn quá à. Này là ai mê màu hồng nè. Em cũng mê màu hồng, ngọt quá anh ha. Mà đàn ông đặc biệt rất là thích màu hồng nè. Đúng không anh? Dạ. Thích phụ nữ mặc màu hồng. Lên màu hồng cái là mình đi ngang mình biết nhìn hoài. Dạ. Dễ thương. Đẹp quá chị ơi. Quá đẹp luôn á. À, giờ chị mẹ lấy cái gì màu hồng. Nãy em cũng có chị đó, em chị ở trên đó. Giờ mình ấy ra thôi. Ghét luôn rồi. Cái này là mình may áo dài mà em nghĩ là may đầm cũng đẹp luôn á nha. Dạ hội này kia đó ha. May đầm, xuất sắc luôn á. Rồi đó ơi. Cái này là tôn da. Đúng rồi, cái màu này là màu Elsa nè. Mẹ nghe rồi. Đẹp quá chị ơi. Cái này là kết dài dài á cho nên là rất là tôn dáng luôn á nha. Tôn dáng này tôn dáng giả mang. Ồ cũng mềm. Ủa mà mình may áo dài thôi mình có may luôn nằm không chị? Dạ ở dưới chị có may đủ hết. Ủa vậy hả? Ủa em tưởng là chỉ có áo dài thôi chứ. Dạ có đầm luôn. Hay quá vậy. Dạ chắc là phải xuống chị may đủ này là áo dài cho chị đâu. Sao em có thích cái kiểu mà thêu mà nó ẩn vô vậy nha. Dạ. Đẹp quá à. Hôm nay cô chú bác thấy đẹp không ạ? À? Em thì em xỉu lên xỉu xuống rồi đó, đẹp quá. À. Quá đẹp chị ơi. Còn cái nào nó không vậy? Mình còn cái nào lạ lạ nữa không? Có. Mà kết á. Mẹ đi với mấy cái phố với mấy cái quần nhẹ nhẹ này. Đó. Cái này rất là nhẹ nhàng nha. Không có quá diêm dúa. Nghĩa là hộp nó xương xương thôi. Bộ này cho mấy cô xem. Đẹp quá chị. Ở đây không những mà bán vải đẹp mà chủ phối rất là đẹp nha. Anh chủ chị chủ phối màu rất là đẹp nha. Hơi bị chuẩn á. Đó. Là ngay luôn á nha. Đẹp quá chị ơi. Chị. Này mình làm này là mình cũng đam mê dữ lắm luôn. Yêu lắm luôn á. Chị mà yêu lắm luôn á. Đẹp quá. À. Mẹ nghe. Em bé nhìn cô làm đẹp quá kìa. Cho hàng thiết kế. Dạ. Chị hay đi lễ mà thôi. Dạ. Mẹ nghe rồi. Sen. Cái này đi chùa được nè. Đẹp quá. À. Tại em cũng hay đi chùa lắm. Cái em thấy mỗi lần lễ lớn á mấy cô diện mấy cái áo dài này lên đẹp lắm. Dạ đâu chứ. Chụp ớt luôn. Sườn tám nữa nè. Là hết tẩy. Mai sườn tám nữa. Hồi đó em cũng hay mai sườn tám đó. Quá đẹp.
Cái này là mình nhặt một nước là nó mềm lại liền ha. Đúng rồi, nhưng mà cái dạng của nó phải cứng cứng. Đẹp quá. Dạ. Ừ, đẹp quá. Mấy đầm hay cái tân hoặc là may da sườn xám cũng rất là đẹp. Cái này mấy cái ren là may cho mấy bé. Rồi, ngon quá kìa. Len thiêu. Von thiêu chứ lộn. Von thiêu. Ừ, mở đây. Đó, bé nhấn mạnh vô nha. Mẫu này là đang ngót hả chị? Dạ, cho mấy bé nhỏ nhỏ trẻ trẻ. Dạ. May đầm hoặc may áo dài, may cái gì cũng được hết. Rất là dễ thương. Rồi. Đẹp quá, đẹp, đẹp luôn. Cái này đẹp nè. Cái quần cho em. Miri làm bộ này Miri. Ừ, tự nhiên chị nhìn ngay Miri luôn á, Hào nó cũng nghĩ tới Miri luôn. Miri máy này đi em. Em đám cưới đi chị. Em sẽ ghé lại đám cưới bạn rồi đó em. Đẹp lắm. Cưng quá. Đang hot của năm nay đó. Quá đẹp. Cái này vải này ở đây hay mình nhặt về chị? Cái này nè. Ủa vậy hả? Việt Nam mình hay vậy ta? Mà bấm mạnh vô, con bấm mạnh nha. Bấm mạnh. Đó. Đau quá hả? Wow. Uống nè. Mấy cái thiêu thiêu đó em đây thấy đẹp không đó. Yeah. Đưa mấy cái đó lên đẹp đó. Dễ thương quá. Hình ong lưng. Bé ơi. Ôi bé ơi ôi. Bé uống đi. Bé uống đi. Ôi cái nắp. Ôi. Ôi. Bé ơi. Đẹp quá hả? Bé ơi. Ồ, áo dài này xinh quá nè. Đẹp quá trời đẹp luôn. Áo dài này mà may chung với hai đứa nhỏ. Không, kim sa nãy hình như kim sa này cho mấy cô mà mặc đồng xuôi á chị. Đúng rồi. Nãy là lên cái màu Elsa, còn cái màu mẹ Elsa. Ôi đẹp quá. Mặt còn lớn quá rồi. Mày áo dài nên sườn xám. Sang quá trời. Mà lát ship vô mệt luôn anh. Cái này nghe mới làm nhanh lắm. Nghe hả? Quen rồi. Trời ơi. Lúc cả ngày á, từ sáng tới chiều vậy. Ship liên tục. Nó sống trong nhung lụa. Đúng rồi, nó sống trong nhung lụa, đúng nghĩa luôn. Đúng nghĩa luôn. Đúng nghĩa luôn. Đẹp quá. Ôi, phối cái quần vô xuất sắc luôn. Ngoài thích lắm. Nhưng mà lần về lại toàn cái kiểu cái này nè. Mặt nó sang. Trời ơi, cái màu hồng kìa. Cái màu hồng ngọt quá trời ngọt. Mặt cái màu hồng cái là đi đâu ai cũng thấy nha. Không sợ lạc. Đúng là sống trong nhung lụa. Nghe nó đã bé gì đâu. Bé ơi. Ôi là bé rồi. Trời ơi. Cái vẻ màu cam này cũng đẹp.
Màu cam đó. Thì vẽ mà kết hoa kết xanh lá vẽ rồi vẽ mù vẽ rồi vẽ rồi đẹp quá. Dạ. Mẹ mẹ vẽ nổi đó mẹ mẹ mẹ. Ừ, mẹ biết rồi, mẹ biết bể rồi. Mẹ bể kìa mẹ. Mẹ. Ừ, mẹ biết rồi, con để đây đi nha. Mình để đây thôi, không sao đâu. Quá sao đẹp. Anh dòng đính đá nha. Anh cái dòng màu bích anh. Bích đính đá này nè. Cái màu bích quá. Dạ đúng rồi. Dạ con. Sang quá trời luôn. Đá mặt ca lê. Lấp la lấp lánh. Đùng đùng. Đẹp á anh, thì nó đẹp ạ. Đó, những cái màu này vàng. Đẹp quá ha. Mẹ. Mẹ đâu ngoài đó vậy? Kìa cô ấy đẹp quá kìa. Chưa con thấy đẹp chưa con? Xỉu. Xỉu ngang xỉu dọc. Mẹ muốn đứa ba ra đây với chú nha. Uống cà phê với chú nha. Dạ. 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 Chú à. Dạ chú à, giỏi quá. Chú à. Trời ơi cái màu hồng nữa kìa. Ây da. Ai mà nghiện áo dài ra đây chắc ở đây luôn. Cứ bỏ lại nó đi nó đi khắp rồi. À. Hai cái chưa có. Ừ, hai cái nữa. Dạ. Coi cho nó sướng không á. Đẹp chưa? Nổi ha. Này hiện đại quá ha. Dạ, này giống như bức tranh á. Đẹp cái lập thể. Tranh tranh chị thích màu xanh nè, nãy giờ bà lấy màu xanh không à? lấy màu xanh luôn. Rồi màu xanh lắm. Sen này, sen. Hồng sen đó. Ừ, em bé ngồi không? Mẹ ẩm lên ngồi. Dạ. Rồi đợi mẹ tí nha. Dạ. Ừ, dạ đó. Em bé phải ngồi quay qua. Ừ, con ngồi quay qua đây mẹ ẩm lên nè. Dạ. Ừ, quay qua. À, dạ. Dạ. Ừ. Mát lắm. Cái này giống gắm Thái Tuấn vậy? Dạ đúng rồi, cái này của gắm Thái Tuấn luôn. Dạ. Hôm bữa với Hương may cái này á. Hương may cái trên kia, chị nhớ nhớ. Đúng rồi. Lần Hương biên tập bên mình, có ghế đây rồi. Còn nào nữa không chị? Ừ.
cô cứ bình luận tắt ra 2 lít lít kia anh có cái rang hai lớp vô dụng thử cái rang hai lớp ở trên đó thì còn dâu hả còn soi cái rang hai lớp cái này là vừa vẽ nè vừa đính đá luôn cho nên là nhìn nó sẽ ở gỗ hiện hiện lấp lánh. Sáng giờ chưa ăn gì luôn. Bò. Tại nó ngủ dậy trễ lắm chị. Múc cho nó ăn, bình sữa là nó no rồi. Nãy giờ đứng đây cầm tắm bún bò bún bò lại. Ồ. Quá trời quyến rũ rồi. Trời ơi, chị Vân chưa ăn sáng luôn đó thường chứ. Em thì không sao, nhỏ thì múc bình sữa rồi. Đợi ông dậy đó. Vậy là trễ lắm, ngủ vậy cho đã luôn. Đẹp quá kìa, ren kìa. Hình như bị ngược quá chị. Em thấy cái hộp nó không có lấp lánh nè. Đúng không? Đúng rồi, trời ơi. Cái hộp nó bị đen đen. Xuống hả? Sao kia vậy? Hay con đi ra, con Miri đi. Con Miri đẩy vòng vòng chơi kìa. Chở. Cái bộ hai lớp này đẹp quá nè. Nam chị. Xuống đậu hướng ngoại trời. Tôi đang không biết. Quá trời đẹp nè. Ngược lại đẹp hơn. Ngược lại đẹp hơn con chân đẹp hơn. À, cái chân ở dưới. Elsa. Lại là Elsa. Lấy này làm quần đi, ụp mặt lại. Lấy đấy làm quần đi không? Làm quần nhá. Đó hai lớp này đẹp, nó này. Tụt quần. Em cũng chưa tụt ăn sáng cũng tụt quần. Tụt quần luôn rồi. Trời ơi đẹp quá. Hoa nhí. Kết cườm. Kết hạt bẹt. Bạn nào mà Nhung hồi nãy giờ mình ít lấy á. Khó khăn à. Là xui đồ nè. Dạ, rồi đang quay. Trời, nó sáng. Mấy cái kim tuyến nó sáng sáng. Yeah. Đẹp quá. Sen với lại hạt. Nghe cho có cao cấp luôn này 5 triệu. Cao triệu. Em thích coi cao cấp lắm vậy. Có cái thứ hai luôn, một cái con. Trời ơi, xỉu. Trời ơi, đó. Quăng ra cái là độc giá luôn, 5 triệu. Trời ơi, bạn sau lưng trước. Quá trời đẹp. Này vẽ với lại kết cườm. Đính đá pha lê luôn đó chị. Vâng, pha lê luôn. Lấp lánh. Quá trời đẹp. Nói chung là đẹp lên gì cũng đẹp. Đẹp à. Nhung mà dành cho các cô lớn lớn làm xuống đồ là dạ, nhiều lắm. Là bao sang luôn đó. Bao sang bao đẹp. Đây kìa, áo dài đầm màu đen nè, điền lý. Đấy, điền lý. Lát bà tẩu quả nhận mà. Phát tình sâu. Phát tình sâu của chị như vậy.
Trời ơi, đẹp quá. Mọi người nó sâu lắm cô chị. Quá trời luôn. Ngập trời luôn. Ừ, cái đá nữa. Cái đá nữa. Đây những hàng đẹp đẹp giấu. Giấu trong sợ mất mẫu. Giấu không à? À, sợ bị copy. Dạ. Ồ. Đẹp quá. Mấy cô chịu khó vô ngồi lựa lựa chút xíu rồi móc dạ. Từ ra. Ngồi để tối rồi có hết rồi. Xanh. Đúng cái màu này đến ngủ nội anh ảnh phải không kém cái cam kém tuổi. Đúng rồi. Vàng nó trời nha. Nhung này là Nhung Tâm hả chị? Nó hơi sập sập. Dạ, Nhung. Nó có ánh sôi tầm. Có nhìn cho thầy theo chưa? Mỗi con cái hai cái đó. Ôi, mẹ đây. Hello. Năm. Ừ, xuống hả? Làm gì tới như chiến đời vậy? Trời ơi. Trời. Mệt lắm hả? Ừ, mẹ đây. Trời ơi, đẹp quá kìa cơ. Con này con gì nè cơ? Con mẹ. Đẹp quá. Con hạt đẹp quá. Ờ, đẹp quá, áo dài đẹp quá. Một xíu luôn. Đây là mẫu mới mẹ. Mẹ của con đây. Chăm bà đi, mẹ của mẹ chăm bà. Đẹp quá cô ơi. Ủa chị con người Huế hả? Dạ không, em thích nói nhẹ nhại chút cho vui vậy đó. Ông xã em gì Huế. Giọng Huế nghe dễ thương chị. Em thích đi Huế lắm. Mới đi Huế về. Mới đi Huế về luôn. Trời đẹp quá chị, đẹp quá chị. Đi với con cao. Rồi. Thật sự. Như một bức tranh. Đẹp quá. Đẹp quá. Cái này là nguyên gia đình luôn đó. Có con cái luôn đó. Hai vợ chồng. Hai vợ chồng hạt vàng những đứa con. Quá đẹp. Quá rất đẹp. Dạ, theo mà còn đính đá. Chỗ bà. Dạ. Dễ thương. Thôi vậy được rồi chị. Nói nhiều quá cũng mệt lắm chị ơi. Em cũng thích ai mình nói ít ra. Nói nhiều quá mình cũng mệt đó. Đẹp quá. Yêu quá xa. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ bò. Em ai bỏ ra trên nè, dành cho các cô giáo với công nhân viên á. Dạ. Áo xanh quần đỏ thì áo dài em chú ấy anh em nữ. Giờ là phối màu chênh lệch đó. Đang hot màu kiểu mà chênh lệch, phối với màu cam này cũng đẹp nè, chị đang mặc cái quần nó cũng đẹp đó. Ừ, nó nổi lên nó nhìn đẹp đó. Đó bây giờ. Đó giờ hay chơi cái màu trái ngược vậy chị, đẹp lắm. Ok chị. Mệt chưa? Lát bả xỉu giờ nè.